Bạn đã có nhu cầu mua đích Lenovo Mobile uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shopmobileviet.vn. Lenovo Việt bán Lenovo Mobile, mọi link trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Link game Mobile, link điện thoại, link Free Fire, link Mobile. Và hôm nay Mobile Việt sẽ chơi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Hành Giá, giả anh Tôn hay là hành giả Tôn của không em ơi. Khỉ trong phiên bản mùa 10 này vẫn rất mạnh, không cấm chắc chắn phải pick. Và đi rừng mạnh hơn đi lên nha. Anh em đi rừng hết sức lưu ý những điểm sau. Đầu tiên là phải ganh lên đồng trước. Ganh lên đồng trước các bạn sẽ ăn được đồng hỗ trợ team tăng sức mạnh và tăng vàng kinh nghiệm. Rồi, tăng hình gõ. Gõ. Rồi, chiêu 2. Ôi. Ensu xanh thế bạn ơi. Phút thứ 1 đã siêu việt rồi. Gõ. Ủa. Hãy xem gậy của ta đây. Công chí mạng phát nào. Buồn như con chuột chuột anh em ơi. Điểm thứ 2, đánh khỉ không được nhây. Khi không tạo được lợi thế, anh em nên về farm lại bùa xanh. Bởi vì 2 phút 14 giây là bùa xanh ra rồi. Con bùa xanh rất là quan trọng với khỉ của không, giúp khỉ của không hồi chiêu nhanh hơn, để farm nhanh hơn. Các bạn cần phải có 2 đồ, đó là kiếm siêu hồn và thánh kiếm thì với một combo một mạng được. Chứ bây giờ là chưa thể một combo một mạng được. Đồng thời bằng ngọc chỉ có 7% tỷ lệ chí mạng, nội tạng 15% là 22% tỷ lệ chí mạng. Rất hên xui, các bạn đánh quái có thể chí mạng nhiều nhưng mà đánh người chí mạng rất ít, 10 phát chỉ có 2 phát chí mạng thôi. Nên anh em cố gắng farm tốt ở thời điểm đầu game khi đánh kiểu không nha. Và nói chung đồng đội cần hỗ trợ anh em phải đến rất là kịp thời. Vì mô việt sử dụng bảng ngọc 10% tốc chạy sẽ khiến anh em đi gank nhanh hơn, đến cái chỗ gank là đúng lúc, đúng thời điểm. Gõ, ui. Chí mạng anh em ơi, P. Rồi rồi, từ từ siêu nha. Tính làm gì? Bắt nạt Splash Berry của tớ à, không được đâu. Tiếp tục nha anh em ơi. Tốc chạy rất nhanh. Đến bắt đè đi thuyền này. Đúng lúc, đúng thời điểm luôn. Tàng hình nè. Phải đeo xuồng đâu rồi? À đây đây đây. Gõ đầu trẻ gà rán anh em ơi. Đúng lúc đối thời điểm luôn. Đóng băng được Sephira. Một phát nữa thôi là giết được Sephira. Nhưng không ngờ cái cuối cục là quá là đen đi. Khi anh em tạo được lợi thế cho team rồi, một là đẩy trụ, hai là ăn rồng. Không đẩy được trụ thì ăn đồng, ưu tiên trụ hơn đồng nha. Bởi vì tại sao? Các bạn nếu mà đẩy được cái trụ đường đồng sớm thì các bạn sẽ kiểm soát con đồng này rất là dễ. Rồng ra là sơi, rồng ra là sơi khi đẩy được trụ đầu tiên sớm hơn thì bạn. Thực ra trận đấu này là team mình có bạn VDS là Tết. Tết tướng, bạn ấy bảo đánh VDS dễ đám. Con này dễ chơi mà. Uầy. Lần đầu tiên thấy một bạn bảo VDS dễ chơi đấy. Dễ chơi, chơi thì chơi được. Nhưng mà quan trọng là có đè được Zuka hay không, hay là bị Zuka đè sấp mặt đây. Bạn ấy căng để anh em ơi, khi có thanh niên Tết tướng vào đánh đanh. Đâu không sao. Fit thôi, đừng fit quá thì team có thể gánh được. Một bé đuổi theo bạn ơi. Chơi luôn, khô máu luôn. Rồi nha, rồi nha. Có bé điêu thuyền đằng sau này. Đang múa kìa, bắt đạt Sephira thì mình. Bắt đạt là chí mạng. Chí mạng. Uầy. Hai gậy anh em ơi. Đúng là chí mạng đánh phê thật. Ngọc cho khỉ gỗ không anh em dùng như sau. Ngọc đỏ là ngọc sát thương chí mạng, ngọc tím là ngọc 10% tốc chạy, ngọc lục là công lý viên xuyên giáp. 10% tốc chạy anh em có thể dùng như sau: tốc đánh tốc chạy 1%, hoặc là 5 viên tốc đánh tốc chạy 1%, 5 viên công lý tốc chạy. Đều rất là ok.
Khi có không, khi có hai đồ chí mạng là đến lúc nó bùng nổ sức mạnh em ơi. Là đến lúc mà một gõ, hai gõ là một em lên bảng hệ số, nhất là đội hình team bạn trận đấu này không có những vị tướng tanker. Thế thì gõ gấu béo Zuka này, gõ uầy ông chí mạng và bạn ấy rất nhiều giáp ảo. Mình tiếp tục ăn rồng vào team nha. Team mình chắc chắn đầy được một trụ rồi. Bây giờ ăn thêm con rồng nữa. Lợi thế, càng nhiều lợi thế. Mặc dù cái nên tà thần team thua một chút xíu anh em ơi, nhưng không sao, cứ thực hiện cái chiến thuật là ganh mạnh lên đồng, các bạn sẽ mang rất nhiều lợi thế cho team. Rồi, ôi tốc biến. Ôi tôi xong rồi anh ơi. Ôi con khỉ của chúng ta hết đường về rồi. Cái tội hổ báo anh em ơi. Dạ, Ignis rất là nhanh tay, là mình hơi cóng phát đấy anh em ơi. Buồn như con chuột chuồn, hơi ngáo một chút xíu. Wow, không sao, một feed hai mạng thôi, vẫn đánh được. Cổ đen Venet ơi, ở chất tướng Venet là ăn được Zuka mà, tại sao lại để Zuka hành nhở? Muốn ăn được Zuka thì các bạn phải dùng chiêu 2 thật chuẩn xác để đẩy Zuka ra. Đẩy Zuka ra được thì các bạn đánh thường hoặc là dùng chiêu 1, sau đó chỉ quay xích thần trưởng hồi máu. Ấy kìa, anh Zuka vừa nói xong. Tính làm gì bạn ơi, tính làm gì bạn ơi, chơi cân đua luôn. Rồi phong ba vào flat. Chạy đâu ở con sâu. Một thanh niên núp bụi combo. Đáng tiếc là mình rất hên vào đó anh em ơi, bởi vì mình có gần hai đồ chí mạng rồi. Đánh phát nào chí mạng phát đó, đập cho gấu không chơi phát nào anh em ơi. Ở đợi mình có cái song đao bão táp, từ lúc đó là mình sẽ trở nên bá đạo ra. Anh em biết thời điểm ngộ không bùng nổ sức mạnh mà chơi đầu game cần phải farm nhiều. Đó, chạy động vào sâu. Ui, bạch chuối anh em ơi, kệ có đồ hơi bướng rồi. Của đó là mình tính là ép Ignis về. Không ngờ Zil ra, mình đập luôn cả Zil anh em ơi. Bạn Zil lại có phong 3, thì là mình hơi lố vào đấy rồi. Hai lần băng trụ dính ngay phong 3 của Zil, đen vô cùng. Và không sao các bạn ơi, mình có hai đồ chí mạng rồi nha. Đây là lúc kỷ của công rất là mạnh. Và tiếp theo thì lên một đồ xuyên giáp, rồi cái cuối cùng đó là cái phương hợp kiếm. Cái phong cách này anh em cần có phương hợp kiếm nha. Bởi vì là không dùng ngọc hút máu. Không dùng ngọc hút máu thì với hút máu của kiếm chi hồ là không đủ. Các bạn cần phải một món đồ hút máu nữa. Phương hợp kiếm là sự lựa chọn rất tuyệt vời. Lên luôn các bạn ơi, lên. Rồi, một bé. Tiếp tục này. Ôi, không mất máu kìa. Để điên bật chiêu 2, tôi thật xong rồi. Về các bạn ơi. Mình đứng lại là dính ngay combo của gấu, chết cả đôi ý, chết cả ba luôn ý. Mình hết chiêu rồi. Căng rồi anh em ơi. Hai pha mình hơi lố. Này, nó tìm bạn này kéo đấy, tính làm gì bạn ơi. Một combo chết mình à. Xem ai một combo chết, xem ai một combo chết này. Cũng rất là gắt từ dốc cơ. Mà không ngờ là mình còn chiêu cuối. Mình phải đâu mà không có chiêu cuối thì chắc chắn là chết với dốc cơ rồi. Bạn này căng quá anh em ơi. Ở đánh kỷ combo thì các bạn nhớ phải dùng như sau nha. Sau khi sử dụng chiêu 1 hoặc chiêu 2 đánh thường, anh em phải dùng chiêu cuối luôn. Đó. Tiếp tục dùng chiêu còn lại và đánh thường. Như vậy anh em sẽ có 3 phát đập và... và thực sự là các bạn có choáng mới mạnh được. Nhiều khi là anh em cứ chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu cuối đánh thường. Nó hơi bị sai đấy anh em ơi. Các bạn phải dùng chiêu 1 hoặc chiêu 2 đánh thường sau dùng chiêu cuối luôn. Rồi đánh thường. Tiếp tục dùng tàng hình để gọi là lấy kỹ năng. Rồi tiếp tục dùng kỹ năng còn lại để đập tướng địch. Ơ, lag à? Thế bản đếm số có đứng chạy như đúng rồi anh em ơi. Chí mạng hơn 4k rồi.
Từ từ nha, để mình đến thì gấu này. Gấu này hơi bướng em ơi, chạy đâu. Đó, anh em cứ dùng như vậy thì tạo cái hướng sốc đam hai gậy một lên bảng đối số. Đáng tiếc là gấu thì bạn có cái căng tay rồi, đó là trâu ấy. Rồi lên một gậy 2k6 đam chết luôn. Về nhà về nhà, mình hết cái răng chiến đấu rồi thì hồi máu đây. Rồi, bây giờ có phước kiếm thì hồi máu sướng hơn rất nhiều anh em ơi. Bình tĩnh các bạn ơi. Rồi, điêu xuồng, điêu xuồng. Điêu xuồng chắc chỉ là một gậy lên bảng số luôn. 3k6 chí mạng. Thì bé điêu thuyền chịu làm sao nổi. Ở hiện tại mình đã full đồ anh em ơi, và khi khỉ ngộ không full đồ rồi thì nó điều vô cùng khủng khiếp với team bạn. Nhớ nha, nên cái đồ xuyên giáp là thương xuyên phá hay là kiếm Ramasa phụ thuộc vào cái team bạn có nhiều tanker hay không. Trận đấu này không có tanker thì cứ thương xuyên phá đập thôi anh em ơi. Đấy, hai gậy con gấu gần ngất rồi, quá kinh khủng luôn. Đánh gấu là phải núp bụi là đúng rồi. À, cái đeo thuyền này làm gì bạn ơi, làm gì các bạn ơi. Tính hết cả rồi. Diêu ý, diêu bây giờ mình cho hai gậy đấy chắc cũng ngất thôi. Một gậy, thanh niên không dám đứng lại đâu anh em ơi. Sau nha, sau khi sử dụng chiêu 1 hoặc chiêu 2 đánh thường, anh em phải dùng chiêu cuối luôn. Đó, tiếp tục dùng chiêu còn lại và đánh thường. Như vậy anh em sẽ có 3 phát đập và thực sự là các bạn có choáng mới mạnh được. Nhiều khi là anh em cứ chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu cuối đánh thường. Nó hơi bị sai đấy anh em ơi. Các bạn phải dùng chiêu cái nhanh hơn, mạnh hơn, 10% tốc chạy. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.